Hello, xin chào tất cả các cô chú, các anh chị nuôi chó mèo trên địa bàn phường Tân Bình nha. Thì Thắm hôm nay cũng được rảnh, có thời gian á, nên sáng nay Thắm xin phép được chia sẻ một số cái mà cần thiết cho chó mèo trong mùa mưa. Thì khi mà mưa đến thì chó mèo nó hay bị ve, cái chu kỳ ve rồi nó phát triển, nó bùng phát hơn. Thì các cô chú, các anh chị nếu mà ở gần phường Tân Bình thì ghé cửa hàng thuốc thú y Hồng Thắm, thì Thắm sẽ rút thuốc lẻ ra, nhưng mà rút thuốc xịn nhất là của Pháp nè các cô chú các anh chị, về để tiêm cho chó của mình để trị ve đó. Thì nó đỡ hại gan thận. Còn giả sử như một số bạn nào mà muốn mua được giá rẻ hơn, có thuốc rẻ hơn cho các cô chú các anh chị và các bạn luôn, một chai thì cũng có khoảng 20.000 của Bio, chích cũng được nhiều. Thì mấy con chó mà nó có sức đề kháng tốt thì cái đó cũng được, nhưng mà về lâu về dài, những chó già lớn tuổi hay chó quá nhỏ rồi, mình lựa những cái thuốc tốt nhất cho chó. Và cái thuốc này thì tiêm nó sẽ đỡ đau rát hơn và hiệu quả nó được kéo dài, nó kéo dài tốt hơn đó. Rồi Thắm xin phép chia sẻ thêm cái sản phẩm mà trị ve nữa nè. Thì trị ve thì nó có nhiều sản phẩm lắm các cô chú anh chị. Thì cái hãng này là Bio thì xài cũng rất là hiệu quả nè đó. Thì cái giá thành nó là cái giá trung bình, nó có một cái loại rẻ hơn xíu nữa, còn cái loại này là nó hơi nhiều nhiều tiền hơn, trăm mấy đây là xịt. Nhưng mà có điều cái chai này có thể là xịt cho chó con nè và chó mang thai được luôn đó. Nhưng mà có một số con mà nó mình tiêm nhiều lần, hoặc mình chích nhiều lần, mình xịt nhiều lần, nó lờn á, thì có một số nó cũng nó cái chai này nó rất là hiệu quả, nhưng mà có một số con nó lờn á, thì mình phải tìm đến một cái giải pháp mới. Thì Thắm xin chia sẻ cái giải pháp của cái viên á, cái viên mà uống vô là nó trị ve, trị ve, trị ghẻ, xà mau luôn, mà nó chống hôi mùi chó luôn. Đây ví dụ như là cái nếp gạt này nè, nó có đủ loại cỡ chó luôn, như cái viên mà chó nhỏ là 2 đến 4 kg nè, có loại 4 đến 10, có loại 10 đến 25, có loại 25 đến 50. Cái viên này nó rất là hay các cô chú các anh chị, vì cái viên này khi mà ăn á, con chó mà đang bị xà mau nó hôi rất là hôi luôn, bị ghẻ đồ này kia, mà nó ăn vô có khả năng là nó hết hết ve, hết ghẻ và hết hôi cái mùi chó đó. Là vào nhà là thường là nó sẽ hôi mùi chó, nhưng mà nó ăn cái ve này thì là nó giảm, là nó không nghe nặng cái mùi chó. Và đây cái viên này là Eto của Việt Nam, thì nó sản xuất cũng tương tự như là cái viên nếp gạch vậy, nhưng mà nói chung là hàng Việt Nam thì giá thành nó sẽ mềm hơn. Thì có hai cái lựa chọn, thì có thể sản phẩm này thì tiền nào thì của nấy, thì theo như Thắm hỏi khách hàng á, thì cái viên này nó được bao lâu, thì cái viên này có khả năng là nó được 1 năm á, nó hết ve. Còn cái viên này thì có số là nó được 5, mà cũng có số là nó được 6 tháng đó. Thì viên này thì giá thành nó mềm hơn, nó cũng có từ 2 đến 4, 4 đến 10 và 10 đến 25 đó. Và khi mà mình cho nó ăn cái thuốc ve rồi, mình cần hỗ trợ thêm thì các cái sản phẩm hỗ trợ là có thể là chúng ta mua cái xà bông á, xà bông này là của Bio này, trị ve, ghẻ, xà mau đó, là nó hiệu quả cao lắm đó, là giá thành cái này là nó cao nhất. Thì gần cái này là nó trung bình đó, là cái loại này thì nó mình có thể hỗ trợ mình tắm thêm cho nó 1 tuần 2 lần đi, tắm mà nhớ sấy khô rồi nha đó. Trị 7x này là trị ve, ghẻ, xà mau, nhưng mà giá thành nó ổn định lắm các cô chú các anh chị. Cái sản phẩm này nó hay cái là sản phẩm của anh này là lâu thiệt lâu nó vẫn không lên giá, nó ổn định cho bà con mình xài, cái giá thành nó tốt vậy, nên là Thắm và cái hiệu quả của sản phẩm rất là tốt, nên Thắm thường để cửa hàng mình là ưu tiên bán cái sản phẩm này. Và đây là cái sản phẩm, nếu mà con chó mình nó không có ve, không có ghẻ, không có xà mau, thì chúng ta có thể xài cái sản phẩm này giúp cho con chó nó có mùi thơm, thiệt là thơm.
Còn cái sản phẩm này là của Vimedim, công ty thuốc mà nó cũng kèm sản xuất xà bông luôn, thì cái giá thành nó là mềm trung bình, đây xài cũng được. Còn cái này là trị ve của Bio nè các cô chú các anh chị, cửa hàng thấm thì nó cũng có rất là đầy đủ luôn á. Còn cái loại này trị ve ghẻ xà mâu của thay vì nó cùng hãng với 7X mà nó này nó cao cấp hơn xíu nè. Nhưng mà thấm thay vì bán giá thành cao hơn xíu nhờ thấm cũng bán đồng cái giá tiền cho nó dễ nhớ đó. Thì tùy theo khách hàng chọn lựa. Còn cái đây là cái sản phẩm mà khử mùi, siêu khử mùi thơm lâu, dầu tắm chó mèo cao cấp hiệu quả này, là giúp cho con chó mèo của mình nó thơm, nó khử mùi và có khả năng cái lưu mùi á, thơm á, tới một tuần lễ luôn á. Và cái các cô chú các anh chị nào mà muốn cái xài cho chó của mình với giá thành thấp thì cửa hàng thấm cũng có cung cấp luôn. Đây cái sản phẩm này giá thành thấp nhất tại cửa hàng thấm One 1X đây, để dành cho những cái khách hàng mà bình dân và xài cho chó cỏ với số lượng lớn người ta ngán tiền. Thấm thấy cái cửa hàng thấm thì thấm sẽ bán được cái sản phẩm 3X này màu xanh này nè rất là nhiều, tại vì người ta xài thì người ta nói giá thành nó rẻ nhưng mà hiệu quả cũng nó thơm lắm, hiệu quả cũng rất là tốt nên là người ta xài quen ngược lại lấy hai chai vì nó rẻ mà nó hiệu quả. Còn cái này là cao cấp này, cao cấp nhất này, nó thơm siêu ngàn sao gì khử mùi này, thơm này đó. Và có một cái chai này nó mướt lông chai màu vàng để thăm lấy đây, cao cấp đặc biệt luôn, là siêu dưỡng da lông và siêu khử mùi luôn, nó thơm rất là thơm luôn và nó mướt lông. Và đây là cái sản phẩm giả sử như các cô chú các anh chị nào mà ít tiền mà muốn chó mình hết ve có thể trộn cho ăn cái này tuần lần, hay là này là cái sản phẩm trị cho con heo con gà được, nhưng mà thấm có thử nghiệm trên chó mèo thì cái sản phẩm này nó rẻ mà nó cũng hiệu quả rất là tốt nha các cô chú anh chị. Đó là trộn trong cái thức ăn á cho chó á, nó vừa ra lãi nè, gương sáng nè mà ghẻ luôn, nên là cái giá thành nó thấp mà nó hiệu quả nó cũng có, nhưng mà cái thời gian bao lâu thì có khả năng thì tiền nào của nấy thì nó sẽ thời gian nó sẽ ngắn hơn mấy cái nếp giặt hoặc cái eto á. Còn cái này nhưng mà nó vẫn hết nha, có khả năng là thấm nghĩ là cũng có thể là được 2 tháng rưỡi á. Còn đây là cái sản phẩm sổ run trên chó mèo nè. Đây thấm có cái sản phẩm run sáng, cái này là Endogat. Đó là Endogat, là cái sản phẩm sổ run nhưng mà là nó có thêm cái run ở trong tim. Đó. Những cái loại run đặc biệt hơn. Đó. Những cái sản phẩm như là cái Rentel thấm cũng có, nhưng mà những cái run sáng thông thường thôi, còn cái này nó có run tim kèm trong đây nè. Và cái viên nó như cục xương à, dễ ăn, đưa vào nó ăn. Đó thì ngoài ra thì nếu mà chó mèo mà nó có bệnh á thì thấm ở cửa hàng thấm thì ngoài cái tim cho chó ra thì có những cái kháng sinh cho chó mèo nè. Đó gói nè và cái loại men đó, đủ thứ cho chú anh chị. Đây, và kháng sinh Gentatilo này xài cho chó cũng rất là hay luôn á. Còn mà chó mà nó bị viêm mắt, nhỏ mắt cho nó, đây là cái Gentadrop. Đây Gentadrop. Nói chung là ở cửa hàng thấm này cũng có rất là nhiều sản phẩm. Trước mắt thì thấm chia sẻ sơ sơ một số sản phẩm cho mèo. Thì mốt là bữa nào rảnh thì thấm sẽ chia sẻ sản phẩm ở chân gà, heo, bò. Rồi. Và video đến đây đã dài thì thấm xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả các cô chú các anh chị và các bạn là khách hàng của cửa hàng thuốc uy Hồng Thấm đã đến và ủng hộ cửa hàng trong một cái thời gian qua. Thấm xin chân thành cảm ơn. Xin chào và tạm biệt tất cả các cô chú các anh chị và các bạn. Xin chào.